Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món này lạ mà quen. Đó là món thơm chiên giòn. Trái khóm á, cái này là trái khóm và trái thơm mà mình đã lộn. Khóm chiên giòn. Ở đây mình có hai trái khóm nha. Một bịch bột chiên giòn và một bịch bột xù. Đó, cái món này mình thấy ăn rất là ngon cho nên là mình chia sẻ với mọi người. Mà nó lạ nữa các bạn ơi. Thì cái bột chiên giòn này đó mình sử dụng cái bột bột chiên giòn xốp nè, cái bột này bột chiên chiên tôm á, chiên tôm chiên rau củ rồi các bạn. Còn cái này là bột xù nha. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vô công đoạn sơ chế. Và bây giờ mình sẽ cắt trái khóm này ra nha. Mình sẽ cắt làm tư đây, mình bỏ bớt cái cùi đi nha các bạn. Rồi mình sẽ sắc miếng dừa ăn nha. Mình chọn cái khóm của mình nó chín thiệt chín nha, cho nên cho ăn nó mới ngọt. Còn mình chọn cái khóm chua là nó chua ơi, sóc nó chua dữ lắm. Ok mọi người ha, mình sẽ khuấy cái bột. Mình sẽ khuấy cái bột chiên giòn này nè với nước để được ra cái hỗn hợp như vậy. Đó, cái bột gì nè, mình múc lên mà nó chảy xuống gì là được. Mình chuẩn bị sẵn đây, ở đây là bột xù luôn nha. Mình thấm cái nhung, mình lăn cái thơm này vào đây rồi mình sẽ lăn qua bột xù và mình chiên. Bây giờ mình sẽ đem đi chiên nha. Chảo nóng mình sẽ cho dầu ăn vào nha các bạn. Mình lăn cái khóm này vô cái bột chiên giòn nha. Như vậy, đó mình sẽ lăn qua cái bột chiên xù. Mình sẽ thả vào mình chiên.
Mọi người, cái món khóm chiên giòn của mình đã xong rồi nè ha. Rất là ngon luôn, nhìn rất là hấp dẫn luôn ha. Rất là giòn luôn á. Nè mọi người thấy không? Ăn vô cái vị, cái vỏ thì ngoài giòn giòn, còn ở trong thì nó chua chua ngọt ngọt. Rất là ngon luôn. Mình bẻ cho mọi người coi thử nè. Đây. Mọi người thấy không? Ở trong cái khóm nó cắn một cái nó ra nước ngọt đó. Ngon lắm các bạn ơi, rất là ngon hấp dẫn luôn á. Thì cái món mà thơm chiên giòn của mình đến đây cũng đã hết. Thì mọi người thấy hay thì cho mình xin một like và một chia sẻ và một đăng ký kênh nha, để ủng hộ mình làm những cái video hay hơn, những cái món ăn mà mới lạ hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video nha.